mua nick Free Fire lên quân tới ngay sucsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Sẽ điểm mặt qua những người chơi có mặt trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta có được vị trí của thanh niên số Obama, Sư Đệ, Esmergatan và những vị trí khác. Anh 2K4 vị trí của ác quỷ Tegli, Kudios, Andy, Thọ 2K6, Phong SC. Chúng ta có sự góp mặt của 48 người chơi trong trận đấu ngày hôm nay anh em ơi. Thung lũng ai sẽ nhảy thung lũng đây anh em ơi? Check nào xem đã có người nhảy dù chưa. Đã có những bạn đầu tiên nhảy dù thì anh em ơi, lướt qua một loạt anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Những bạn đã nhảy dù anh em ơi, lựa chọn cho mình được những khu vực nhảy dù hợp lý anh em ơi. Let's go nào. Thành X này, BDSG cường. Chúng ta quan sát dưới góc nhìn của bạn ấy anh em ơi, đổi qua những vị trí khác. IB Black này, Tiến Tạ này, vị trí của Bin cũng như là anh em ơi, em út lựa chọn cho mình khu vực nhảy dù, đó là về phía cảng lớn, hướng về cảng lớn. Lucas có mặt cho mình ở làng thông anh em ơi. Những cái vị trí khác, Pell đang có mặt ở cái khu vực tháp đồng hồ. Đối với những bạn khác, Obama tháp đồng hồ như vậy là cùng vị trí với Pell anh em ơi. Đổi qua vị trí của Sư Đệ, lựa chọn cho mình một khu vực nhảy dù, đó là ngay cổng trời anh em ơi. Let's go. Và các bạn đang xem dưới góc nhìn của Esmergatan. Esmergatan thì ở một góc của khu vực doanh trại. Những vị trí khác mà anh em theo dõi, anh 2K4, ác quỷ, và đây là vị trí của Tegli này anh em ơi, Furious này, MT. Những vị trí khác, vị trí của Thọ 2K6 anh em ơi. Obama lên bảng điểm số rồi, cực kỳ nhanh, cực kỳ nguy hiểm. Còn lại 44 người chơi trong trận đấu này anh em ơi. Đã có những bạn phải lên bảng điểm số. Xin chia buồn vị trí Phong SC 19, chia buồn cho ác quỷ, chia buồn cho Phở. Những thanh niên đã phải ra đi trong trận đấu này khá là sớm anh em ơi. Let's go. Vị trí của LDDMO anh em ơi, Romeo đang sấy rồi. Tìm thấy ai để sấy rồi Romeo ơi. Những vị trí khác anh em ơi, Ubin. Let's go. Vị trí của Du anh em ơi, Blade anh em ơi. Nói chung là những cái pha lút đô cực kỳ là an toàn anh em ơi. Đầu trận khi mà bo đầu tiên còn chưa xuất hiện nữa, 1 phút 40 mấy giây nữa bo mới xuất hiện cơ mà anh em ơi, thì trận đấu nhịp điệu cực kỳ nhẹ nhàng luôn, không có gì gọi là áp lực cả anh em ơi. Chỉ là những cái bạn mà gặp gỡ nhau đầu trận clear nhau thôi, vô cùng nhẹ nhàng. K6 remix. Vị trí của Nobita và đây vị trí bé gà. Bé gà đang sấy rồi, sấy căng của bé gà ơi. Đúng rồi, ui rồi, bé gà ăn đạn M4A1. Bé gà lên 3 điểm số. BDSG cường đang tắm 6 máu và đang tích cực quần máu cho mình anh em ơi. Những vị trí khác, Tiến Tạ anh em đổi qua vị trí của Lucas đi anh em ơi. Pell thì sao nhỉ anh em ơi, 7k remix này. Sư Đệ anh em ơi. Mình sẽ lướt qua nhẹ nhàng những cái bạn khác trong trận đấu này anh em ơi. Lướt sương sương thôi anh em ơi. Blade này. Let's go Nobita. 38 người chơi các bạn đấy, clear nhau rất là nhanh anh em ơi. Clear cam về nghiêu con nhiều xíu ở Upin không kill anh em ơi. Và chúng ta sẽ cùng điểm mặt những cái người mà đã có kill trong trận đấu này anh em ơi. BDSG cường với 2 kill, xin chúc mừng bạn đang giữ kỷ lục, đó là người chơi kill được nhiều kill nhất trong trận đấu này. Sau đó đến vị trí của Tiến Tạ này, Luca với những bạn này thì tan. Chúc mừng một kill Furious này anh em này. MTG Bun 2 kill anh em ơi, Romeo. Như vậy là chưa có ai có 3 kill trong trận đấu này. 1 kill vẫn là vị trí của lão đại, vẫn là vị trí của Funky M47. Funky M fake rồi anh em ơi. Cùng lướt nhẹ nhàng chia buồn cho K6 Remix đã phải ra đi rồi anh em ơi. Những vị trí khác, Kenka, Sam Francisco anh em ơi. Và đây đang thủ nhà là Bé Tranh. Bé Tranh đang thủ nhà rồi anh em ơi. Đổi qua vị trí khác, Thanh Nghị qua đây, Pro Việt. Đã nhìn thấy nhau rồi anh em ơi, cách nhau một bức tường mà thôi. Thấy nhau thì sấy đi bạn ơi. Câu liệu qua rồi, đấy là một pha xử lý khá là ok của Việt. Ok anh em ơi. Nào đúng rồi, câu liệu qua rồi, chạy qua và xử lý thôi bạn ơi. Nhanh vào luôn nào. Thì hiện tại Việt ok đang cầm cho mình cây Ska với lại một cây Spat 12 anh em ơi. Ok, sẵn sàng chiến đấu chưa? Việt ok, chưa quyết định đẩy qua anh em ơi. Sờ ca huyết nguyệt và bạn ấy có Spat là skin gì đã mình không nhớ anh em ơi. Chuẩn bị rồi anh em ơi, cầm sẵn một keo rồi, dựng rất là hay rồi anh em ơi. Một pha xử lý ok đến từ Việt ok rồi, câu liệu quả hay quá đúng rồi. Một quả liệu choáng mà thôi. Việt ok đang sử dụng liệu choáng để công kích đối thủ kia rồi. Một pha móc lốt sau anh em ơi, xử lý đây anh em ơi. Đúng rồi, MP và Spat. Chúc mừng Spat ăn được MP và chia buồn với Blade đã phải ra đi trong trận đấu này anh em ơi. Đổi qua vị trí khác anh em ơi. View đây rồi, cũng ở nghĩa địa luôn, nghĩa địa đang bắn nhau rất là căng anh em ơi. View còn đúng 18 máu cho mình anh em ơi. Ok anh em ơi. Let's go nào, đâu
Cú đen anh em ơi, nhóc tèo đấy rồi và đổi qua vị trí của BDSG của anh em ơi. Những vị trí khác vòng bo đầu tiên đã xuất hiện anh em ơi. Và các bạn có thể thấy rằng vòng bo đầu tiên là khu vực trung tâm của nó, đó là cổng trời đeo đá khu dân cư. Đó là những khu vực trung tâm đầu tiên của bo đầu tiên rồi anh em ơi. Lucas đã phải ra đi anh em ơi, vị trí của sơ đệ tan đây rồi. Tan đang còn máu rồi anh em ơi, như vậy là tan đã vừa xảy ra một cái cuộc giao tranh thì phải anh em ơi. Ok, hòm sắc anh em ơi, cạnh tan đúng rồi anh em ơi, anh 2K4 đây. Curious 26 người chơi, các bạn ấy clear cực kỳ nhanh luôn anh em ơi, còn lại đúng 26 người chơi. Bun đây rồi. Lật đây demo anh em ơi, sở hữu cho mình combo đó là VS, đó là Spart 12 đấy anh em ơi. Úi dồi ôi, đang nằm ngay ở góc cảng lớn thì ai có thể tìm được LD Demo anh em ơi, đang đứng quẩy bàn đi gì chất lượng rồi anh em, vỗ tay đuổi theo vị trí của Romeo. Romeo đang tiến lên theo phía kho quân sự và đang sở hữu cho mình combo đó là AK. Đó là một cây scan M14 và anh em ơi, một cây M500 gậy bóng chạy đi rồi, đổi qua Lia Cam sang Ubin. Đang sở hữu combo mà hầu như là đã giành rất nhiều trận top 1, đó là combo Ska cộng với MP10 anh em ơi. Những vị trí khác, vị trí của nợ mà không thèm trả, đó là nợ đéo trả anh em ơi, tôi đéo thèm trả luôn. Ok, vị trí khác đó là Tuyền PT, Tuyền 2 kill rồi. Đúng rồi, điểm mặt qua những người chơi còn lại. Nobita, vậy còn Suka đâu? Suka đâu rồi? Nobita đây rồi, Nobita đây. Vị trí của Funky em Vinh đang ngồi thủ tròi và lướt nào anh em ơi. Anh em có thể thấy là đã có rất nhiều những cái người bạn của chúng ta mà đã phải rời khỏi trận đấu ngày hôm nay anh em ơi, cực kỳ nhiều luôn. Xin chia buồn với tất cả các bạn đã phải rời khỏi trận đấu nha anh em ơi. Tiếp đến chúng ta sẽ đổi qua những vị trí khác của Kenkai anh em ơi. Ta đây rồi anh em ơi, sớm Francisco đang ngồi thủ tròi vô cùng an toàn anh em ơi. Còn lại đó là 20 người chơi rồi anh em ơi. Thanh X đây rồi anh em ơi. Đậu Cu Te và những vị trí khác của nhóc tèo thành phố biển. Chúng ta sẽ cùng lướt nhẹ nhàng và điểm danh là hầu như là đã có rất nhiều bạn đã phải ra đi trong trận đấu này rồi anh em ơi. Thật sự là mình chưa được buồn với các bạn vì đã phải ra đi khá là sớm trong trận đấu này. Và mình điểm danh qua thì vẫn chưa thấy có ai đã có được 3 kill trong trận đấu này cả anh em ơi. À đây rồi, MTG Bun với 3 kill anh em ơi, quá hay. Mình xin chúc mừng MTG Bun đang là người giữ kỷ lục số kill nhiều nhất trong trận đấu này rồi anh em ơi. Những vị trí khác đổi qua vị trí của LD Demo anh em ơi, vẫn là không kill anh em ơi. Đang canh bò, thấy rồi anh em ơi, thấy mục tiêu rồi. Đúng rồi, lên xe rồi anh em ơi. Đang cố gắng căn sọ, đang cố gắng căn sọ nhưng có lẽ là không thành công rồi. Vị trí của LD Demo anh em ơi, căn sọ không thành công rồi và đang sấy xe VS thì sấy cực kỳ yếu rồi anh em ơi, không còn hy vọng gì nữa. Như vậy là LD Demo thì cũng phải là chuẩn bị chạy bo cho mình thôi anh em ơi. Những vị trí khác SK Romeo. Và đây, đang bị sấy rồi, đang sấy rồi. Né kịp đạn anh em ơi và đang sở hữu cho mình combo AK. Cơ mà ca vẩy nó, đúng rồi, vẩy cả lên trời anh em ơi. Romeo liệu rằng có xanh mộ anh em ơi, kẻ địch đang màn rất là căn luôn. Romeo còn đúng 18 máu anh em ơi, 29 máu đã trúng rồi anh em ơi. Như vậy là Romeo và kẻ địch đang ke nhau rồi các bạn ơi. Cầm sẵn sàng đây rồi anh em ơi, xây nó, đúng rồi, ngay ok đây rồi. Úi dồi ôi, dính ngay quả. Cái này là quả bông keo anh em ơi. Dựng bông keo hơi sai rồi anh em ơi, đang quay xung quanh. Và Romeo liệu rằng có bị quay cho thiếu này không anh em ơi. Đã nhìn thấy nhau rồi, đúng rồi, cầm ngay xung quanh anh em ơi, xây xây xây. Úi dồi, sẽ đi đâu vậy anh em ơi, Romeo lên bảng. Chúc mừng Thành X đã có cho mình được mạng thứ 2 anh em ơi. Những vị trí khác tôi sẽ xem sơ cam sang vị trí của đội Cute anh em ơi. Nhóc teo nè. Và anh em thấy vị trí của BDS Cường đang có xe rồi, di chuyển rồi anh em ơi, 2 kill rồi, chạy qua khu vực giao tranh anh em ơi. Ba con xe cực kỳ xịn sò, chuẩn bị BDG Cường lên tròi luôn, công luôn anh em ơi. Một thanh niên chơi rất là hổ báo anh em ơi, hay quá. Chúng ta hãy cổ vũ cho BDG Cường anh em ơi, chuẩn bị là BDG Cường có được mạng thứ ba hay không anh em ơi. Kẻ địch đang chuẩn bị nhảy xuống nhưng không, nó không nhảy xuống anh em ơi, đang xấy nhau. Ui, có hai đứa vừa dã nhau ở trên luôn, phải nói là một trận đấu vô cùng căng thẳng. Đúng rồi, phải làm sao bây giờ? Cường ơi là Cường. Ui rồi ôi, Cường ơi cho nó ăn tỏi đi Cường ơi. Hay quá, dựng một keo cực kỳ là nhanh luôn anh em ơi. Bây giờ tôi nghĩ là Cường nên ngồi chân tròi sẽ là vị trí nó an toàn hơn anh em ơi. Hai người đã nhìn thấy nhau anh em ơi, vẫn chưa quyết định là xôi với nhau. Có lẽ như là bạn kia sẽ lấy xe và chạy cơ. Bên cạnh Cường cũng có xe anh em ơi, không lo lắm anh em ơi. Kia rồi đang ke nhau, vẫn đang ke nhau. Cường ơi, quần máu đi, quần máu và xây nó. Đây không phải là Cường đại gia hay là Cường tỏi đấy anh em ơi, cái này là tôi chịu rồi anh em ơi. Đúng rồi, quần máu lên. Hay, vẫn đang ke nhau, vẫn đang ngồi ke nhau. Cường ơi là Cường. Cường không kịp, như vậy là Cường có một cái góc bắn không tốt ở trong vị trí này. Trong khi đó là bạn kia là đang ngồi chỉ việc ở dưới thôi anh em ơi. Chỉ việc ngồi dưới và ke Cường thôi anh em ơi. Câu liệu xuống nhưng có lẽ là hơi fail. Bởi vì rõ ràng là ngồi ngay ở dưới thì câu liệu nó lại không có tác dụng thì nhiều anh em ơi. Ui, nhân lúc không để ý, Cường đã có được mạng thứ 3 rồi anh em ơi. Bé tranh ra đi anh em ơi, tiến tạ.
Và đây anh em có thể là đổi qua những vị trí, những cái góc cam khác. Xin chúc mừng Furrier đã có cho mình được mạng thứ 3 anh em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi qua những cái góc cam khác vị trí của Thanh X đây rồi. À có xe. Có xe đang tiến sang vị trí của Thanh anh em ơi. Như vậy là chiếc xe kia thì vẫn không hề biết được vị trí của Thanh. Thanh ơi cầm ska và sấy luôn anh em ơi. Sấy luôn không cho nó chạy, đúng là Thanh. Sấy xe nổ xe luôn. Thanh đã bị phát hiện anh em ơi, đã bị phát hiện rồi. Ok đổi qua vị trí khác, nhóc Teo đang theo phía sửa đổi. Như vậy là Cường đã vừa sấy Thanh rồi anh em ơi. Vị trí khác của Furious anh em ơi, bo tiếp theo sẽ thu tại đèo đá luôn. Như vậy là đèo đá nó sẽ là cái khu vực gọi là trọng điểm giao tranh tiếp theo anh em ơi. Buôn đi rồi. Mái tóc rất là xinh gái anh em ơi. Ubin. Uầy, Ubin vẫn đang cắn mo anh em ơi, không thể tin được anh em ơi. Ubin lúc này vẫn đang cắn mo, vẫn đang cắn mo, bo đầu tiên anh em ơi, vẫn chưa thèm vào luôn. Và với cái sự cắn bo như vậy thì xin chúc mừng Ubin. Ubin vẫn đang ở top thứ 10 trong trận đấu này. Đây là Nobita anh em ơi, Nobita đã thấy người rồi anh em ơi. Đang cầm Ska và shotgun anh em ơi. Nó đã lên xe rồi, đỉnh đã lên xe rồi và Nobita đã chậm một bước rồi. Tại sao Nobita đâu, trong chóng xe đâu. Đeo lên mà bay đi Nobita, Nobita đang bị ăn sấy rồi. Một thanh niên nữa đang ở ngay phía dưới anh em ơi. Ui chạy bo. Nói thật anh em là đây là bo thứ 2 rồi, nó cũng đang rất là căng. Nói chung là các bạn nên chạy vào trong vòng bo trước, như thế là nó sẽ là một tình huống an toàn hơn anh em ơi. Đây rồi Long ơi, 1, 2, 3. Long tính làm gì đây? Long ơi chuẩn bị xanh mộ nhưng đã dựng bao keo kịp thời. Đó là một pha xử lý hết sức là nhanh chóng bởi vị trí của Long. Quay trở lại vì sợ kẻ địch móc, có lẽ là kẻ địch đang được qua. Đúng rồi, Long tính được kèo nhưng không thành công và bị hạ gục bởi Thanh X. Thanh X bắn rất chuẩn xác và headshot luôn Long. Long chia buồn Long anh em ơi. Vị trí của Furious, Furious đang sấy Thanh năm đấy anh em ơi. Đổi qua những góc cam khác, không phải là Hoàng, không phải là Bun, không phải là Upin, mà Long X đang sấy ở đây anh em ơi, đang sấy Nobita. Nobita đang canh ở dưới, đó là vị trí của Long X anh em ơi. Những vị trí khác anh em ơi, Funky em đang ở trong bo rồi anh em ơi, vô cùng là an toàn anh em ơi. Những vị trí khác tên là Vinh. Vinh thì vẫn đang chạy bo. Với bo này thì tôi nghĩ là Vinh, không biết là Vinh có còn máu hay không anh em ơi. Chạy kiểu này, chạy theo cái sườn bo như này, đó là một cái chiến thuật vô cùng là nguy hiểm đối với Vinh. Thật sự là nguy hiểm. Một giây nó đốt tầm khoảng là 2 máu anh em ơi. Đến bo này một giây đốt tầm khoảng 2 máu rồi. Tôi nghĩ là Vinh sẽ không qua khỏi anh em ơi. Vinh sẽ không thể làm một chip, không thể làm một kịp chạy lại bo trong tình huống này anh em ơi. Chắc chắn rồi. Hay lại còn chạy theo chiến thuật chạy vòng này nữa thì Vinh ra đi anh em ơi. Ui, chúng ta đã nhìn thấy là cái sự chết chóc ở đây anh em ơi. Chưa buồn. Vinh ra đi trong trận đấu này. Những vị trí khác anh em thấy không? Vị trí của Funky em anh em ơi. Và đổi qua nào anh em ơi. Soi những góc cam khác anh em có thể thấy vị trí của Thanh X. Thanh X đang thủ tròi và lướt cam qua Furious anh em ơi. Đang ngồi tại sau một cục đá, một vị trí cực kỳ an toàn anh em ơi. Những vị trí khác của Hoàng thì sao nhỉ anh em ơi? Hoàng ra đen đây rồi. Và anh em thấy không? Một pha bắn cực kỳ đẳng cấp đến từ vị trí của Bud anh em ơi. Đã cho cái địch ăn luôn một viên a đúc rồi anh em ơi. Chỉ còn một viên đã thôi. Upin đang chạy xe xuống. Upin đang đứng vị trí top 7 anh em ơi. PT Tuyền đang ngồi quấn ở dưới anh em ơi. Đang quấn gọi là quấn băng đít ở dưới anh em ơi. Những vị trí khác. Thanh đây rồi. Thanh đang có xe chạy cực kỳ là sang chảnh luôn. Furious thì vẫn phải chạy bộ và mặc bộ đồ thổ dân cực kỳ là nghèo nàn. Đây rồi. Đúng rồi. Hay quá. Một viên hạ đạn. Một viên đạn đúng headshot đến từ vị trí của Bun luôn anh em ơi. Bun với mái tóc hồng là cô gái hái hoa hồng anh em ơi. Vị trí của PT Tuyền đây rồi. Đúng rồi. Uầy, chia buồn với Thanh. Thanh lên bảng. Bun đúng rồi. Và đây anh em ơi, chúng ta thấy là có sự có mặt của còn lại là bao nhiêu đây anh em ơi? 5 người chơi trong trận này và xin chúc mừng Bun. Bun có tận 6 kill trong trận đấu này rồi đây anh em ơi. Vị trí của đây Bun đây rồi, Bun đây rồi. Ăn đi rồi, bắn rất chuẩn xác và xin chúc mừng Bun có được kill thứ 7 anh em ơi. Upin thì ngay ở đây thôi anh em ơi. PT Tuyền ngồi ngay ở dưới nha anh em ơi. Còn lại tất cả là 4 người chơi. Cơ hội chiến thắng dành cho mỗi người chơi đó là 25% anh em ơi. Những vị trí khác Furious. À và đây anh em ơi, vị trí của Bun tí nữa thoát trận là thôi sóng hỏng rồi anh em ơi. Khỏi cút tâm, khỏi bình luận luôn. Upin đây rồi anh em ơi. Những góc cam khác Tuyền vẫn đang đứng cực kỳ an toàn anh em ơi. Và có lẽ là nếu như mà bo này thu nhỏ hơn một chút nữa thì tình hình trận đấu sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Let's go. Và đây là vị trí của Furious anh em ơi. Furious làm gì đây anh em ơi? Bun đây rồi. Vẫn đang ngồi cạnh ở đây anh em ơi. Tôi nghĩ là đây là một vị trí cực kỳ an toàn dành cho Bun nhá anh em nhá. Lướt qua vị trí của Bin. Bin vẫn đang là lái chiếc xe chạy camo anh em ơi. Sống dai ở vị trí top 4 và Upin đã phát hiện ra điều gì đó anh em ơi.
hay là mình lại quyết định thủ nhà. À, Upin đã lựa chọn cho mình căn nhà Doraemon đó là nơi để thủ. Nơi để thủ rồi anh em ơi, Furious đã bị hạ, Tuyền đang còn rất ít máu luôn. Tuyền chỉ còn lại một xíu máu thôi anh em ơi. Còn lại Upin và Moon đang để cây. Tuyền đang cố gắng lượm thêm máu thì phải anh em ơi. Sau pha giao tranh vừa nãy thì Tuyền còn lại rất ít máu này. À, đổi qua vị trí của Boon. Nếu như Boon thấy Tuyền lúc này có lẽ là Tuyền sẽ lên bàn điểm số thì anh em ấy những vị trí khác Upin. Upin thì vẫn chưa hề hay biết được vị trí của Tuyền cũng như vị trí của Boon anh em ấy. Ba người chơi ba số phận khác nhau trong trận đấu này. Chắc chắn là ba người đã lọt vào top 3 của trận đấu này rồi anh em ơi. Những vị trí khác Upin đang ngồi góc nhà với thủ nhà anh em ơi. Tuyền đây rồi vẫn quay trở lại với căn nhà quen thuộc của mình anh em ơi. Và đây anh em ơi, Boon làm gì đây? Boon với mái tóc hồng, cô gái hái hoa hồng tính làm gì đây hả anh em ơi? À, Boon đã chạy xe và bị lộ vị trí anh em ơi, những vị trí khác Tuyền. Có lẽ như là Tuyền và Upin đã phát hiện ra sự chạy bo của Boon anh em ơi, đã phát hiện ra những cái tiếng xe chạy của Boon rồi. Có lẽ là Tuyền và Upin là hai người mà chưa phát hiện ra vị trí của nhau anh em ơi. Boon thì cũng biết là chưa biết là mọi người đâu anh em ơi, nhưng mà chắc chắn là ở ngay phía dưới rồi anh em ơi. Boon ngồi góc này vẫn đang ở trong bo anh em ơi. Quan trọng là tiếp theo chúng ta nên là xem là bo ở đâu, đó mới là điều quan trọng anh em ơi. Upin vẫn đang ngồi đây rồi. Tuyền và Boon coi như là ba người đang ngồi yên vị đây rồi anh em ơi, vẫn chưa có bất cứ cái sự thay đổi gì cả anh em ơi. Các bạn vẫn đang ngồi yên vị ở đây luôn. Chỉ còn lại 40 giây nữa vòng bo tiếp theo sẽ thu lại. Và anh em có thể biết được rằng là tất cả những bạn này các bạn nên chạy đâu. Tuyền chạy vào có phải là một quyết định sai lầm không? Đúng rồi, Boon đã nhìn thấy Tuyền. Có lẽ là Tuyền sẽ sớm lên bàn điểm số. Còn đúng một xíu máu, Upin. Thôi xong, chia buồn với Tuyền. Hexok mạng đầu tiên dành cho Upin. Boon đây rồi. Như vậy là nếu như trong tình huống này Boon nếu như không có một keo thì vị trí có lợi sẽ dành cho Upin. Chỉ còn là hai người chơi mà thôi. Cơ hội 50-50 cực kỳ căng thẳng rồi anh em ơi. Solo trùng cuối. Trùng cuối đây đó là Upin và Boon anh em ơi. Cô gái hái hoa hồng và chàng trai nào đây anh em ơi, chàng trai Upin. Chàng trai cửa trần vì không có đồ để mặc đấy. Người yêu ơi, tôi không có gì để mặc cả. Những vị trí khác anh em ơi, Boon đang bị sấy rồi. Chia buồn với Boon. Boon chạy xe xuống cực kỳ an toàn, đang quấn máu rồi anh em ơi. Quá hay, Upin thì xong nhỉ anh em ơi. Upin có lẽ nên chạy vào trong anh em ơi. Upin, Boon đang làm với một tốc độ rất nhanh. Phải làm gì đây? Upin chạy vào, hay quá luôn, vẫn kịp luôn. Boon làm gì đây anh em ơi? Hiện tại thì Boon với lại Upin vẫn đang là hai người trong bo anh em ơi. Upin đang câu liệu qua, Boon đã dựng bom keo lên anh em ơi. Có thành công hay không anh em ơi là những quả liệu choáng mà thôi. Anh em ấy chỉ làm choáng tạm thời Boon mà thôi anh em ơi. Sấy xe để cho Boon khực chạy được nữa anh em. Và chắc chắn là cô gái hóa hồng sẽ phải solo với chàng trai, gọi là chàng trai không có gì để mặc cả. Đấy, ok. Đây rồi, Boon vẫn còn rất nhiều bom keo và có cả liệu đạn luôn. Trong khi Upin tầm này là không còn liệu đạn nữa. Ui, né xa liệu dạo. Ui rồi, Upin đang rất là yếu máu rồi. Upin sẽ phải quấn máu ngay lập tức. Phần lợi dành cho Boon. Boon đang để qua mà vẫn đang còn liệu. Boon đang chơi những trái liệu liên tiếp của Upin. Upin vẫn đang quấn máu anh em ơi. Quấn máu gần full cây rồi. Hay quá, Boon đang chạy vào mo rồi Upin. Sấy. Ui, chia buồn. Như vậy là Boon, phải nói trình độ bán đa đúc của Boon cực kỳ là hay. Cũng như là đây anh em ơi, cũng như là trình độ của bạn ấy ném liệu đạn cực kỳ là hay anh em ơi. Ok, xin chúc mừng Boon là người chiến thắng trong trận đấu này và giành lấy giải thưởng là 50k anh em ơi. Giải thưởng nhỏ nên là đọc nhỏ.